Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Đỗ Quang Huy, anh em Thắng Trang Ngọc, anh em Đỗ Hoàng Hải, anh em Phạm Dương, anh em Huy Hoàng, anh em Bảo England và anh em Silisor. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và anh em Phạm Dương có đang xem cái video clip này thì anh em hãy liên hệ với fanpage ở trên kênh nha anh em nhé. Hoặc là anh em cũng có thể để lại dưới cái phần comment cho tôi. Đấy, anh em đã đủ làm hội viên một năm rồi, rất lâu rồi. Và tôi rất là muốn có một cái video clip tri ân hội viên. Để có thể là như một cái món quà gửi tặng cho anh em Phạm Dương. Rồi, và hôm nay nó cũng sẽ là một cái clip đặc biệt. Là clip tri ân kỷ niệm một năm ngày anh em Lam đăng ký hội viên ở trên kênh. Đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn anh em Lam đã đăng ký hội viên để hỗ trợ kênh trong suốt cái khoảng thời gian một năm vừa qua. Cảm ơn anh em Lam rất là nhiều. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì anh em Lam có cái mong muốn là tôi sẽ chơi cái bộ Dominator kết hợp với cả God để làm cái món quà gửi tới anh em nhân cái dịp kỷ niệm này. Thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nha anh em nhá. Và tôi cũng xin chia sẻ cho anh em đây là một cái nội dung content rất khó. Đấy, và để làm được nó tôi đã phải có một cái quá trình chuẩn bị, một cái quá trình setup tới những 3 clip. Đấy, để làm được cái clip ngày hôm nay thì tôi đã phải chuẩn bị setup trước tới tận 3 clip mới có thể làm được. Và đó là cả một cái quá trình lộ trình tôi vạch ra thuyết âm mưu. Hay lắm anh em ạ, nghe thì nó rất là hấp dẫn. Nhưng mà nếu mà anh em chưa hiểu đấy, thì anh em từ từ, hồi sau sẽ rõ nha anh em nhé. Tôi sẽ chia sẻ ở trong cái quá trình mà tôi chơi con game này. Tôi sẽ chia sẻ cho anh em quá trình setup làm thế nào để có thể có một cái con game perfect, một siêu phẩm trong ngày hôm nay nha anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chốt đồ. Đương nhiên là chúng ta sẽ lấy cái đồ đánh tay. Một cái con tướng có khả năng đánh tay chứ không có cái khả năng mà tung trưởng, bắn trưởng ma pháp. Nhưng cái đồ nó sẽ thiên về tốc đánh và sức tấn công vật lý. Ok. Nhưng mà tuy nhiên là trận này thì được cái là cũng đồ nó cũng chưa ra từ lúc đầu. Đấy, mà tí nữa chúng ta sẽ phải lựa cơm gắp mắm. Thợ săn rái cá. Ok, cho Hunter à. Rồi, tôi tạm thời thì tôi chơi con này vào đã. Kẹp 3 Warrior với cả một cái con hệ Hunter kích hệ Beat. Đấy, chúng ta có thêm 2 đỏ nữa. 2 đỏ, 2 Beat kẹp với 3 Warrior. Rồi. Những cái món đồ này chưa ghép được nha anh em nhá. Tôi sẽ phải lấy chuẩn đồ cho Dominator. Chưa ghép được đâu. Đấy mà trong cái khoảng thời gian đầu game này tôi cũng xin chia sẻ cho anh em. Mà cái điều mà hôm qua ấy, tôi có chia sẻ trong video clip của tôi. Đấy chính là một cái drama lừa đảo ở trên một cái fanpage Auto Chat mà rất là lớn ở Việt Nam chúng ta. Tôi có đưa ra, lưu ra cái điều này ở trong cái video clip của tôi. Nhằm cái mục đích là để cảnh báo trước các anh em. Đấy. Thì cái câu chuyện nó là như này. Tôi có một cái cậu em thân. Đấy, chơi thân ở trong cái con game này. Thì cậu em tôi có mua của admin Vũ Quốc Trung ở trên cái nhóm cộng đồng Auto Chat Việt Nam. Cái download ở trong con game Auto Chat. Đấy thì sau khi mà nhờ lạp, thì sau khi lạp xong thì cái con arc của em tôi nó bị bay màu và bị ban mất 15. Thì sau đó thì em tôi nó mới có liên hệ với cả admin Vũ Quốc Trung để giải quyết. Đấy, để xem là tình hình như thế nào, tại sao lại bị như thế. Thì nói thật với anh em là cái arc của em tôi ấy là một trong những cái arc mà lạp rất nhiều tiền. Nó mà rơi vào đâu đấy nó khoảng 100 củ, thậm chí là còn hơn. Đấy, và cái đợt trước ấy thì là nhờ Vũ Quốc Trung lạp cho là khoảng 60.000 đô lớt vào trong arc. Thì cái con arc nó bị ban nó rất là bất ngờ và nó cũng rất sốc. Bởi vì vốn là cái trang fanpage đó, cái trang không phải fanpage mà cái nhóm đó, admin của nhóm đó là một cái người mà nó nghĩ là rất là uy tín. Đấy, và đã có cái quá trình mà
lạp hộ game rất lâu rồi. Nó còn phải rơi vào đâu đấy, nó phải 5 năm rồi chứ không ít đâu. Thế mà cuối cùng là ạc bị bay màu sau khi, ngay sau khi mà lạp ấy anh em ạ. Đấy. Nhưng mà sau khi liên hệ ấy, sau khi liên hệ với cả Hữu Quốc Trung và yêu cầu là giải trình này, rồi thì yêu cầu là bảo hành thôi, bởi vì là vừa lạp xong thì bị mà. Thì Vũ Quốc Trung có nói là tự liên hệ với cả nhà phát hành. Đấy, thì liên hệ với nhà phát hành thì nhà phát hành có nói là ở trong cái thư ấy thì nó cũng không nói rõ là có phải là lạp hay không. Nó chỉ nói, bọn nó chỉ nói là có những cái hành vi bất thường thôi, chứ nó cũng không rõ là lạp đâu. Thế là khi mà quay sang để mà yêu cầu là giải quyết, yêu cầu đền bù ấy, thì Vũ Quốc Trung là không nhận. Đấy. Thì cái này thì tôi cũng phải xin chia sẻ với anh em thế này. Cái quá trình có thể là lạp lậu, bởi vì nó rẻ hơn mà. Rất có thể nó là lạp lậu. Thì đây nó không hẳn nó là một cái quá trình mà theo tôi ấy, thì không hẳn nó là lừa đảo. Đấy, nó không hẳn nó là lừa đảo đâu. Nó có thể nó là sẽ là như nào. Có thể là ông Vũ Quốc Trung này ông ấy hack được thật, hack được tức là ông ấy hack được với giá rẻ khi mà chúng ta lạp coin vào. Nhưng mà cái quá trình hack đấy ấy, nó diễn ra từ trước đến nay thì nó không sao. Nhưng đến một cái ngày đẹp trời, tự nhiên cái hôm đấy nó bị phát hiện ra và nó bị ban. Thì đó có thể là trường hợp là họ không chủ động lừa đảo. Đấy, không chủ động lừa đảo mà chả may nó bị thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là như này. Nếu mà chả may nó bị mà không phải cái kiểu là chủ động lừa đảo bằng cách là sử dụng cái tiền của em tôi sau đó thì lạp và hoàn tiền thì đó nó là chủ động nha anh em nhá, tức là chủ động lừa đảo nó sẽ là như thế. Còn với những cái trường hợp mà không chủ động, tức là họ vẫn có cái cách để họ hack được với giá rẻ hơn này và họ bán cho cái người mua ấy, và trước đến nay là đều chót lọt, thì rõ ràng là cái đấy là lợi cho cả hai bên. Thì cái người mua ấy, người ta, cái người mua và người bán đều biết được cái điều đấy, tức là biết được mua rẻ hơn thì chắc chắn là lạp lậu rồi. Đấy, và khi mà mua rẻ hơn ấy thì vẫn sẽ có lợi cho cái người mua. Đấy, người bán cũng sẽ có tiền và người mua cũng sẽ có tiền. Đây là cái lợi của hai bên thôi. Nhưng đây là một cái dịch vụ, và đã là dịch vụ rồi thì nó sẽ phải có bảo hành. Đấy, mặc dù là không chủ động lừa đảo, nhưng mà khi mà nó có cái sự việc như thế ấy, thì rõ ràng nếu mà mình là một cái người uy tín và mình làm việc lâu năm ấy, mình bán coin lâu năm, thì mình sẽ phải có một cái chế độ bảo hành cho cái người mua khi mà xảy ra cái sự việc như thế, đúng không anh em? Đấy, nhưng mà đây là không nhá, không có bất cứ một cái động thái gì, và phản hồi ấy của admin ở trang đấy là hoàn toàn là chối bay chối biến nhá anh em nhá. Đấy, thì tôi cũng xin cảnh báo với anh em là cái có cái sự việc nó là như thế. Và mấy hôm trước ấy thì cũng có một cái người khác, có một người tên là một người tên là Khoa thì phải, tôi cũng không nhớ tên lắm, là cũng có post ở trên diễn đàn là cũng có một cái vụ như thế rồi. Tức là ở đây là chúng ta có hai người nhá, sau khi mà lạp nhóm Auto Chat Việt Nam thì đều bị dính. Đấy. Thế nên là nếu một người bị dính như em tôi ấy thì có thể nó đen, nhưng mà hai người thì là nó cũng rất là có vấn đề nha anh em nhá. Nên là tôi xin được đưa cái video này tôi cảnh báo với anh em là khi mà anh em muốn lạp ở trong game ấy, anh em hết sức phải thận trọng, anh em không được lạp qua trung gian. Đấy, anh em đừng có lạp qua trung gian mà anh em hãy tự lạp nha anh em nhá. Hãy sử dụng Momo. Bình thường nếu mà lạp ấy rất là dễ, chỉ có thể là chúng ta bật lên và chúng ta bật chúng ta thanh toán bằng Momo hoặc là qua thẻ ngân hàng thôi. Nó dễ lắm anh em ạ. Chứ còn đâu phải cần phải là phải nhờ cái bên thứ ba để lạp hộ không, đúng không? Đấy, khi ta mua theo cái kiểu mà qua Momo ấy, hay cái kiểu qua ngân hàng ấy, chúng ta sẽ có hóa đơn và chúng ta sẽ có những cái thứ mà chúng ta có thể đem ra để chúng ta khiếu lại khiếu lại với cả nhà phát hành game khi mà có bất cứ một cái vấn đề gì nó xảy ra ở trong cái bộ phận chăm sóc khách hàng anh em nhé. Còn khi mà anh em lạp qua cái người khác ấy thì gần như là họ sẽ không cung cấp cho anh em bất cứ một cái bằng chứng nào hay một cái gì đâu anh em ạ. Và rất dễ là đấy là lạp lậu, hoặc là họ cầm tiền của anh em, sau đó thì họ hoàn tiền, họ trả tiền rồi sau đó họ hoàn tiền lại, họ hoàn toàn bộ cái số tiền mà để lạp ấy, thì coi như là sau cái một cái khoảng thời gian thì đấy, nó cho bình thường là con game nó cho anh em khoảng
đâu đấy là khoảng 1-2 tiếng hay là 1 ngày gì đấy để anh em có thể sử dụng cái download đấy. Nếu mà anh em không muốn, anh em có thể là anh em hoàn tiền, hoàn 100% download. Nhưng mà khi mà anh em mua rồi mà anh em sử dụng, sau đó anh em lại hoàn tiền thì rõ ràng là đây là nó là cái một cái mà không được phép của nhà phát hành. Chính vì thế đấy là anh em bị ban. Đó nên là rất là nguy hiểm nhá. Trong cái trường hợp mà anh em lạp qua trung gian và cái người đấy người ta chủ động, người ta cố tình người ta lừa anh em ấy. Thế là tôi khuyên anh em một câu chân thành luôn. Đấy, khuyên chân thành anh em. Đấy chính là anh em nếu mà anh em có nhu cầu lạp thì anh em hãy tự lạp, chứ anh em đừng có lạp qua trung gian. Đấy, còn cái việc kia thì tôi cũng chỉ xin thông báo là như thế thôi. Chứ còn cái việc mà để mà nói là admin của cái kênh đấy, của cái trang đấy lừa đảo hay không thì chỉ có công an mới kết luận được thôi anh em nhá. Chứ còn tôi không kết luận được. Đấy, tôi không phải là nhà điều tra. Tôi chỉ phản ánh được những cái gì mà nó đang diễn ra, nó đang thực tế, và tôi cảnh báo trước cho anh em. Anh em biết mà tránh anh em nhá. Tốt hơn hết là lên tự lạp anh em ạ. Tự làm tự ăn. Chứ còn anh em đừng có ham rẻ. Ham rẻ là coi như là của rẻ của ôi đấy anh em, không được đâu. Đấy. Rồi. Trận này thì chúng ta sẽ option lên level 7 rồi, chúng ta trở level 7 thôi anh em ạ. God Dominator đúng không? Đánh ở level 7 bây giờ mới ra một con, khó chơi thật sự. Thôi, bỏ tạm ra ngoài đã. Con Dominator này mà nếu mà nó không có đồ ấy thì nó sẽ rất bóp cho những cái con khác anh em ạ. Buộc là đồ nó phải dồn cho nó cơ, thì trong cái quá trình mà úp lồng ấy nó còn có cái tác dụng. Còn nếu mà chúng ta không dồn đồ cho nó thì thực sự là khi mà úp lồng là nó úp tất cả đồng đội, đồng đội không được đánh. Đấy. Nên là chính ra là cái con này là nó cũng phải lên được 3 sao ấy thì nó mới có giá trị của nó. Chứ còn 2 sao thì khả năng mà dồn đồ cho nó để mà có thể là tạo được một cái sát thương lớn thì cũng khá là khó. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải chuyển qua một cái bộ khác nha anh em nhá. Chứ còn nếu mà để đánh God trước ấy, God Dominator thì nó khá là thiếu đam đấy. Ui rồi ôi, đứng trước mặt cái con Tabu không lướt được luôn kìa. Đen thật. Rồi, đến cái lúc lướt thì lại bị cái con rồng nó chói. Thế là mất nhiều máu hơn, cay thật. Ui, quả đẩy nhiều máu đấy, 12 máu. Đây rồi, con thứ hai. Lên dần đến 7 rồi. Trên này hơi đen là bởi vì là không có đồ gì ạ, đầu game nha anh em ạ. Đồ nó không có những cái như kiểu chém lan hay búa xét nên là rất khó chơi. Đấy, vốn dĩ là cái bộ này nó cũng là một cái bộ khó xây dựng rồi. Thế là tôi cũng đã có cái quá trình mà tôi ra hai cái video clip trước. Là anh em có thể để ý là tôi chơi là hai clip rồi, toàn là 6 Glacier đúng không anh em? Đấy. Không, nó không phải là nó là vô tình đâu. Nó là một cái sự cố ý đấy anh em. Đó là một cái setup trước. Mặc dù là tôi nhân danh cái người mà đang counter và meta Witcher để tôi chơi cái bộ đấy. Đấy, anh em thấy là ở trong hai clip trước là tôi đều nhân danh là tôi đang counter vào bộ Witcher bằng cái việc là tôi chơi 6 Glacier. Đấy, counter rõ ràng là counter Witcher đúng không anh em? Nhưng mà thực sự đấy là một cái mũi tên trúng hai con chim nhặn đấy anh em ạ. Đấy, đấy là tôi làm cho anh em có một cái hứng thú khi mà chơi cái bộ đấy. Để anh em có thể vào trong rank anh em đấm cái bộ Witcher. Nhưng mà đồng thời đồng thời là gì? Đồng thời đó chính là cái quá trình setup cho cái nội dung ngày hôm nay anh em ạ. Đó, tôi setup cho rất nhiều anh em chơi cái bộ Glacier ở trong game. Ok. Đó. Anh em sẽ thấy là mặc dù hai cái video clip trước là nó rất là nó phải nói là có cái giá trị ở trong cái thời điểm hiện tại, đúng không anh em? Không thể phủ định được cái điều đấy. Nhưng mà anh em nào có biết rằng là nó chính là một cái, nó gọi là cái gì, thuyết âm mưu. Cái thuyết âm mưu này thì tôi đã không phải đây là cái lần đầu tiên mà tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần trong những content của tôi, khi mà lúc đầu tôi hướng đến anh em một cái bộ lọc đấy để các cái video tiếp theo là tôi làm cho nó dễ dàng hơn ấy. Anh em thấy là có rất nhiều cái trận đấu như thế rồi. Khi mà định hướng dư luận ở trong cái cộng đồng game là khi mà xem kênh của tôi ấy là rất thích là chơi những cái line up mà tôi giới thiệu. Sau đó là khi mà định hướng là anh em thì lúc đấy là chúng ta sẽ có thể sử dụng vào những cái content nó dễ dàng hơn và nó sẽ hấp dẫn hơn.
khi mà một cái bộ bá lại có một cái bộ bá hơn để chơi khi mà nó counter vào, anh em thấy tuyệt vời không? Ok. Rồi, bây giờ thì anh em có thể thấy là chúng ta đang thiếu một assassin. Có thể là tôi sẽ không chơi 6 assassin đâu, mà tôi đã chuyển qua chơi 9 sin hàng fake ấy. Tí nữa chơi 9 sin hàng fake luôn. Được, Rune ở level 7 thì nó có 2 line up có thể chơi được 6 assassin kẹp với cả cọc hoặc là 9 assassin fake. Đây à, Rune tiếp rồi. Chúng ta Rune ở 7 rồi anh em nhé. Đây rồi, ui đủ bộ rồi này. À thôi chết rồi, không ổn. không được. Bị dính beat. Không kịp rồi, thôi. Chắc là sẽ phải bán đi vậy. Tôi định cho con Unicorn làm con tăng cơ chứ, nhưng mà khổ cái là chúng ta đang thiếu slot. Cái quả vừa rồi không thể roll kịp được anh em ạ. Thôi, để lao sau đi. Coi như là chúng ta có một round thua. Thêm một round thua nữa, lẽ ra là có thể comeback từ cái round vừa rồi đấy. Úi giời ơi, bây giờ mới ra con cây ạ. Vừa lấy ra phải hay không? Thôi, 9 xin đã này. 9 xin như này thì cũng sẽ không kẹp được gấu vì chúng ta chưa ra Grim. Mà thôi, được rồi. Roll nha anh em nhá. Roll rồi. Chúng ta sẽ chơi con ốc làm cò tạm cho đến khi mà chúng ta có được Dominator 2 sao. À đây rồi, được cho vào đó. Nhưng mà tôi vẫn sẽ roll thêm con ốc anh em ạ. Ok. Đấy, 9 assassin. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà cái đội hình này có thể chơi được, giảm được cái lượng mất máu trong mỗi round. Thậm chí là có những cái round sẽ chiến thắng. Khá yếu. Nhưng mà vẫn ăn được thằng này này. Được rồi, ổn rồi. Chúng ta sẽ về God sau nha anh em nhá. Tạm thời thì sẽ phải roll Dominator 3 sao ở level 7 đã. Rồi, chúng ta sẽ roll ở level 7 thôi. Bộ này nó có hai cách xây dựng cái bộ God Dominator ấy. Một là chúng ta có thể chơi như tôi bây giờ hiện tại là chúng ta chơi 9 Assassin. Hai là chúng ta chơi ở cái bộ Greater. Bộ Greater thường là sẽ kẹp với cả con ốc là con co. Đấy. Bán cái này đi. Thế đó. Đồ này chưa lấy được. Nếu mà lấy thì chắc là lấy cái này. Tí nữa có thể là cái dây truyền giải hoặc cái BKB. Đấy, chỉ lấy được cái áo mưa thôi. Còn cái món còn lại thì chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ random, nhưng mà tôi để sau nha anh em nhá. Còn phụ thuộc xem là có cái, ví dụ như là tí nữa mà thừa một cái viên ngọc chẳng hạn thì chúng ta ghép cái ngọc giảm hồi chiêu cũng được. Cứ từ từ đã. Trên này có Witcher này. Trên này có Witcher, nhưng mà Witcher ấy, ở trong cái trận này nó không nhiều bằng Glacier đâu anh em ạ. Dã man. Cái kênh của tôi cái tầm ảnh hưởng nó kinh khủng luôn. Tôi chỉ cần ra video clip một ngày thôi là ngày hôm sau rất nhiều người coi như là làm theo. Ở trong con game rất nhiều người làm theo luôn. Chính vì thế là cái việc mà thuyết âm mưu nó thường xuyên nó xảy ra trên kênh này. Sau 2 ngày setup video coi như là toàn Glacier. Ở trong những cái video của tôi thì anh em cũng đã bị cuốn vào bộ Glacier để chơi counter meta rồi anh em ạ. Đấy, mọi người bây giờ thường là sẽ chọn Glacier để counter Witcher.
nó rất là dễ chơi. Chính vì thế nên hôm nay chúng ta sẽ phải chiến đấu với cả Glacier là rất nhiều nha anh em nhá. Rất nhiều đấy. Cái bộ này này, cái bộ này nếu mà tôi làm ở trong cái Meta Witcher ấy thì chúng ta không bao giờ chúng ta úp lồng được luôn. Con Dominator này nó sẽ không bao giờ là có thể úp lồng được. Nó có tăng được lỗi mana đâu mà nó úp lồng. Đấy, nhưng mà ở trong cái trận đấu mà có nhiều Glacier thì cái câu chuyện nó khác. Giả sử đi mà như ở trong cái trận đấu này có một vài thằng nó chơi Witcher thì chúng ta không có gì lo lắng cả, bởi vì anh em cũng biết rồi đấy, Glacier nó sẽ giải quyết hộ nhá anh em nhá. Đó, anh em thấy không, cái quá trình setup vãi đài luôn. Setup đến coi như là như thế cơ mà anh em. Tức là nếu mà giả sử mà có Witcher ấy, thì tôi tính hết rồi là cái bộ Glacier nó sẽ giải quyết hộ. Đấy, còn gặp Glacier thì vô tư, bộ này ăn được. Ok. Hết cả. Thôi thì cũng được, tăng mana nhanh để úp lồng nhanh. Rồi, có đồ rồi đấy, chém lan, hút máu trừ giáp. Bây giờ thì mới thực sự là có đồ để có thể chiến này. Nhưng mà Dominator vẫn chỉ có 3 con. Còn 6 con nữa anh em ạ. Đây rồi, con này sẽ thay. Chúng ta sẽ thay cho con cá nhỉ. Ok, bán Doom đi. Thêm một con ốc nữa vào ngon hơn. Tôi chỉ cần con Doom để tôi kích hệ Demon chúng ta khi mà chúng ta không có cái con Grim thôi. Và khi chúng ta có Grim rồi thôi, không cần. Chúng ta có thể kích hệ được 9 Assassin. Sau đó chúng ta sẽ có slot cho con ốc. Thôi, bán một con cá đi. Cái con này không cần đâu. Tí nữa tôi sẽ thay vào thôi, tí nữa. Bây giờ thì thôi, bỏ đi đó. Tạm thời tôi chỉ cần một con kích hệ thôi. Ok. Gặp Fear này, trận này có Fear, có một thằng chơi Fear. Fear Shadow Griller à? Có phải là cái bộ 9 Fear Fake không? Chưa roll được ra con Grim. Roll hết tiền chưa ra được Grim. Grim bên này này bạn ơi. Ây da, nhưng mà nó đấm đau phết đấy. Ok, roll tiếp vào. Kiếm con ốc 3. Bộ này chắc là chết cũng roll ở 7 thôi anh em ạ. Rồi, ok. Dồn đồ cho cái con 3 sao không? Thử phát. Chưa chắc đã mạnh đâu anh em ạ. Chưa chắc đã là mạnh. Cố gắng làm thế nào để roll con ốc này, con thị vệ thường ngày và con Soundbreaker lên được 3 sao anh em nhé. Được không? Ăn được không? Ăn được. 3 sao thì nó cũng có sức mạnh của nó đấy anh em. Cắt được chuỗi của này luôn. Ok. Rồi, chúng ta có tiền chúng ta lại đốt tiếp. Vớ vẩn con ốc lên 3 trước đi anh em ạ. Rồi, từ từ đã, bình tĩnh. Thêm được cái lửa. Cái lửa đi. Ok, 50 tiền luôn thôi. Ốc bây giờ là còn ở đây là 5 con rồi đúng không? Còn 4 con nữa. 4 con Dominator, 4 con ốc. Thị vệ thường ngày thì còn 3 con. 38 máu. Đây này anh em này. Ui, thằng này to đấy. Thôi thua rồi. Thằng này không ăn được. Medusa 2 sao ạ. Sơn Hoàng Ngô này. Muốn tiếp không?
Đây rồi, còn ba con nữa rồi. Được. Từ từ nhá. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Rồi, ra quái. Ra quái anh em ạ. Đủ slot để mà mua ấy, là chúng ta dừng lại ngay. Không có luôn nữa. Tí nữa chúng ta sẽ bỏ con Grim. Và thậm chí là chúng ta sẽ bỏ luôn cái con sao đi vô luôn anh em nhá. Tôi sẽ kẹp cá vào. Kẹp cá để đánh, có thể là đánh với cả cái bọn Witcher nữa. Witcher thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ phải kẹp cá đấy anh em ạ. Đấy. Thậm chí là kẹp 4 cá luôn cho nó chắc chắn. God Dominator nhưng mà kẹp 4 cá nha anh em nhá. Để tránh cái việc bị sốc đam đến từ vị trí của Shadow Evil. Ok. Chúng ta có cái chém lan. Tôi nghĩ là sẽ lấy cái chém lan. Chúng ta cần tốc đánh. Chúng ta cần tốc đánh trước đã. Sau đó hút máu sau. Round này thì chắc là không làm gì cả anh em nhé. Round này không làm gì cả. Nghỉ một round đã. Tôi nghĩ là với cái lượng máu như này thì chúng ta chưa thể bay màu được luôn đâu. Hơn nữa là chúng ta ở trong trận đấu chúng ta gặp khá là nhiều những cái bộ mà có thể ăn được. Chủ yếu là Glacier mà. Trận này là có 3 thằng chơi Glacier các anh em ạ. Đếm sơ sơ là 3 thằng chơi nên là yên tâm. Gặp Glacier thì chúng ta mất có tẹo máu thôi. Lọt thì lọt mỗi con Medusa thôi mà. Lọt mỗi Siren thôi. Không sợ. Witcher thì hơi sợ một tí. Nhưng mà bây giờ đang dồn đồ là cũng không cần là bắn trưởng luôn. Quánh tay thôi. Tao ghét mày này. Đấy anh em thấy không? Cũng Glacier luôn. Trên này nhiều Glacier lắm anh em ơi. Toàn chơi 6 Glacier thôi đây này. Thấy không? À, thằng này có vũ không? Càng đấy. Rồi. Cuốn tiếp nha. Trong đây chúng ta chuẩn bị chuyển với God dần đó. Rồi tôi sẽ roll luôn 3 sao luôn. Một con nữa. Một con nữa thôi. Ra đi. Đây rồi. Quá là tuyệt vời. Xong rồi anh em ạ. Xong rồi nhá. Rồi. Chúng ta sẽ giải tán bớt những cái con ở phía dưới. Ok. Rồi. Đánh ở level 7 nhưng mà như này là tuyệt vời đấy anh em ạ. Bây giờ dồn đồ cho Dominator thôi. Bây giờ thì khác. Vừa đấy là chúng ta không dồn đồ cho Dominator nên chúng ta mới sợ Glacier đấy anh em. Bây giờ thì không thể đâu. Bây giờ thì chúng ta có thể ăn được. Và tôi sẽ chuyển sang God sớm thôi. Đủ bộ à? Rồi, anh em nhìn này. Cái thằng này thì mày có ăn nổi không? Úp lồng đi, không úp lồng được luôn này. Vãi đái thật. Nhưng mà tôi đang là 9 xin nên là tôi vẫn có thể đấm tay để ăn được anh em ạ. Vẫn có thể đấm tay để ăn được. Không cần úp lồng luôn. Rồi, God này. Đấy, chúng ta chuyển lên level 9 là chúng ta mới chuyển được. Nha anh em nhá. Còn từ bây giờ là ngồi im thôi, không làm gì cả. Không roll, không làm gì hết. Bởi vì là co chúng ta lên được 3 sao rồi. Thì nó có thể giữ máu được ở giai đoạn này rồi. Chúng ta sẽ lên level 9 và chuyển về 6 Assassin kẹp với cả 4 God đánh ở level 9. Còn cái slot thứ 10 ấy, ở trong trận đấu này thì không có gì có thể là hợp hơn bằng việc là chúng ta kẹp thêm một con cá vào. Tức là chúng ta sẽ có 4 cá. Tăng cái độ lì, cái độ trâu chó ở trong cái đội hình gặp Witcher. Ok. Tôi nghĩ là cái tầm này là chúng ta có thể có quyền giữ tiền rồi đấy. Con này lên được 3 sao và chúng ta có 3 con 3 sao. Anh em thấy không? Úi rồi, trận này nó đúng kiểu là theo đúng tôi setup luôn. Tức là chúng ta vừa có gì, có Glacier nhá, có 4 nhà chơi Glacier. Và chúng ta có gì? Chúng ta có cái nhà chơi cả Exit nữa. Đấy, 2 hôm trước, 3 hôm trước là tôi cũng có ra một cái video clip Exit Counter Witcher. Đấy, thế nên là trận đấu này cũng có một cái người chơi Exit để Counter Witcher luôn. Quá hay anh em ạ, à. Trời ơi, Exit mà đứng trong lồng thì cái việc bất tử của nó ấy, nó không còn có ý nghĩa gì hết.
đứng trong lồng mà bất tử thôi. Đứng trong lồng thì cái khoảng thời gian đấy nó đâu có gây được đam đâu. Kể cả là khi sau khi chết nó ra cái bóng zombie nó cũng không thể đấm được ở trong lồng. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thế là rõ ràng là chúng ta đã thành công rất lớn ấy trong cái việc coi như là set up thuyết âm mưu. Xuân Hòa Ngô ra được cái con Medusa 2 sao 6 Glacier, bây giờ đang đánh chuỗi thắng đấy kìa. Khả năng là lên được 10 rồi. Càng phết nhỉ. Medusa kẹp 6 Glacier đánh vào level 10 thì nó cũng là thế lực đấy. Cái bộ đấy là rất là yên tâm luôn. Nhưng mà còn có 11 máu. Khả năng mà gặp tôi úp lồng ngon một cái là đi luôn đấy chứ. Cũng không hẳn là nó đã là yên tâm đâu. Chúng ta đang chơi cái đội hình counter mà. Trận này chỉ có một cái thằng là chơi 9 Feather nó lạc quẻ thôi anh em ạ. Nhưng cái thằng này nó muốn 9 Feather thì nó bây giờ nó phải lên được 9 cơ. Chứ còn nó ở 8 thì nó không thể nào mà nó có thể là làm được cái gì được. Chưa đủ bộ thì ăn đòn chắc chắn thôi. Úi dồi ôi, Xuân Hòa Ngô ăn đòn còn có 6 máu kìa anh em kìa. Vớ vẩn ra đi luôn. Trước khi gặp mình có khi lại ra đi. Rồi, chúng ta dần dần chúng ta lên 8, lên 9 thôi anh em nhá. Cái bộ này tôi sẽ không ở cái bước mà lên 8 là chúng ta sẽ không lên. Mà chúng ta là một phát là lên 9 luôn. Ra 30 vẫn đánh vào level 7. Lì thật đấy. Lì thật sự luôn. Round 30 rồi là bọn nó lên 10 hết rồi. Bọn nó lên 10 từ round 26, round 29 rồi. Bây giờ tôi vẫn đánh vào level 7 đấy anh em này. Anh em thấy lì không? Lì thật sự luôn đấy. Nhưng mà tôi cũng sẽ đuổi kịp sớm thôi. Có tôi lên được 3 sao thì anh em cứ yên tâm là tôi sẽ đuổi kịp được. Vấn đề là chúng ta cái cách mà xây dựng đội hình nó hợp lý để chúng ta có thể chơi được ở late game. Tham minh cái bộ này là tham minh chuẩn ở đây anh em ạ. Không trượt đâu. Đây rồi. Hút máu trừ giáp cuối. Con ốc này tôi sẽ không roll 3 sao anh em nhá. Nó tự lên thôi. Dao này thực ra là đủ tiền lên 9 rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa muốn lên 9. Để từ từ đã. Tích tiền một round đã anh em ạ. Tích tiền một round đây. Dao này tích được thêm 3 tiền. Nếu mà dao này lên 9 nó sẽ hết sạch tiền. Đấy, tôi bây giờ tôi bán con Grim mà tôi lên được 9 đấy mà. Nhưng mà thôi, một round nữa đi. Về căn bản là chúng ta vẫn đang ổn với cái bộ 9 xin nên chúng ta cũng không cần quá vội. Đến 9 thì nó sẽ là chuyển thành là 6 xin đấy anh em ạ. 6 assassin. Nhưng mà bù lại chúng ta có 4 gót nha anh em nhá. Tức là cái con Dominator nó sẽ úp lồng liên tục. Cái lồng trước nó chưa kịp hết thì cái lồng sau nó đã chèn lên rồi. Nó rất là khỏe ở cái chỗ đấy. Tức là gần như là siêu khống chế đấy. Đối thủ lại đứng trong lồng đến chết. Không làm gì được mà. Ui thằng này ngộ không 2 ạ. 6 Glacier đấy anh em. Nhưng mà đứng trong lồng bạn ơi. Ui dồi ôi. Đứng trong lồng đi luôn đấy. Thằng Glacier đi đầu tiên. Trời ơi 6 Glacier ngộ không 2 sao. Mà vẫn phải bay màu. Với vị trí là top mấy? Top 7. Quá gắt luôn anh em ạ. Quá gắt luôn. Xuân Hoàng Ngô đi rồi kìa. 6 Glacier Medusa bay màu rồi. Căng thẳng thật sự anh em ạ. Không thể tin được luôn. Rồi chúng ta lên 9 không nhỉ. Thực ra bây giờ nó vẫn đang ổn ấy. Nhưng mà thôi. Đấy 6 assassin kẹp 4 god nha anh em nhá. Bây giờ thì chúng ta chứng kiến god dominator. Úp lồng liên tục luôn. Rồi vẫn còn nhà Witcher. Đây kẹp cá vào. Như đã nói với anh em chúng ta sẽ phải kẹp cá đánh với Witcher. Gặp luôn đấy. Gặp luôn đấy. Gặp luôn bạn ơi. Witcher ngộ không 2 sao. Đây là Witcher 6 Exorcist anh em ạ. Witcher 6 Exorcist ngộ không 2 sao. Rồi thì làm sao. Đứng trong lồng đến chết. Ngộ không đấm được phát nào luôn. Đẩy phát gần chết anh em ạ. Dã man.
tôi đang có chuỗi này. Hay không? Hay thật sự luôn. Rồi, chúng ta sẽ lấy lại cái con cá nha anh em nhá. Bán những cái con này đi, không cần. Lên 10 thì chúng ta sẽ kẹp 4 cá. Trong trường hợp ra Tsunami tôi mới lên 10 thôi. Còn nếu mà chưa ra Tsunami thì thôi kệ nó, cứ để ở level 9 đã được rồi. Bộ này đánh ở level 9 là nó cũng là binh rồi đấy anh em ạ. Không cần lên 10 đâu. Rất mạnh luôn đấy. Chúng ta gần như là chúng ta counter hết. Chỉ có cái nhà Feather là chúng ta không counter thôi. Còn những cái thằng Glacier ấy là những cái thằng counter, những cái thằng Aegisid là những thằng counter. Đấy, lại Glacier này. Thấy chưa, anh em thấy chưa? Một cái trận đấu rất nhiều Glacier luôn. Nhưng làm sao bạn ơi? Ui giời ơi, anh em nhìn này. Trời ơi, đứng trong lồng hết. Đấm đến chết thì thôi. Ui giời ơi, ra Tsunami luôn này. Thế lên 10 thôi anh em nhá. Chúng ta tích tiền lên 10 rồi. Không có roll ở level 9 nữa. Lên thẳng 10 luôn. Xong rồi đấy anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đấy, cuối cùng là cũng chỉ là như thế thôi mà. Bất công bao nhiêu cái video clip trước để mọi người coi như chơi cái bộ này. Ok anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Rất đúng như là kịch bản của Tuấn Cơm. Mình cứ phải nói thật là tôi cũng phải phục tôi ấy. Tôi nói thật rất là giống đạo diễn điện ảnh luôn. Ra những cái bộ phim mà nó cứ phải là series mới tập thì nó mới coi như là link với nhau, nó mới hay. Đúng không anh em? Nó phải thành một series luôn. Phim truyền hình dài tập chứ nó không thể là một tập riêng biệt được. Nó sẽ phải là series liên kết. Đấy, anh em thấy rất là liên kết luôn đấy. Hôm nay sẽ là một cái trận đấu mà nó coi như là nó cái phần cuối cùng đi của cái bộ phim. Nhưng mà chúng ta đã mất tới 3-4 tập trước để chúng ta set up rồi. Để có một cái trận siêu phẩm tối thứ 6, tối cuối tuần bùng lổ. Thằng này thì nó hơi counter một tí đấy anh em ạ. Tôi chưa có cái chống lé. Chưa có chống lé cũng khá khó chơi. Nhưng mà vấn đề là vấn đề là bọn mày đứng trong lồng thì bọn mày đã chết thôi. Kể cả không có chống lé thì cứ làm gì được khi mà đứng trong lồng. Dã man, khỏe thật sự. Đấy, anh em thấy chưa? Ra 35 rồi đây này. Sống sót rồi đấy, ra 35. Đang có chuôi cộng 7. Quá mạnh luôn. Nhưng mà anh em thấy tôi búa như này nó có vẻ là rất là hấp dẫn đúng không? Nhưng mà tôi khuyên anh em là đừng có lên chơi. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi đã nói rồi, đây là một cái nội dung, một cái content rất khó đấy, không dễ đâu anh em ạ. Và làm cái này thì tôi, đấy anh em biết đấy, tôi cũng đã phải mất tới 2-3 clip trước để tôi set up cho ở trong rank ấy, toàn bộ người chơi là chơi theo cái lối là Glacier, cái lối là Aegisid. Thì mình mới có cái cửa mà bật kiểu này anh em nhá. Còn nếu mà anh em vào trận đấu ấy, mà ví dụ như là 7 thằng chơi cái bộ Witcher ấy, mà anh em chơi bộ này là anh em dở rồi. Đấy, khá là dở đấy. Không phải là dễ ăn đâu anh em ạ. Thậm chí là anh em không úp lồng được cơ. Bị hút mana, không úp kịp lồng luôn. Thế nên là anh em phải hết sức thận trọng nhá. Khi mà anh em có ý đồ là định búa giống như là tôi đang búa ở trong cái trận đấu này. Chúng ta sẽ lấy cái món đồ này để có thể gia tăng cái khả năng mà úp lồng sớm. Nhẫn thông minh vẫn ngon hơn giáp xoay. Tôi nghĩ là như thế. Rồi, lên 10 đó. Tôi sẽ lấy cái nhẫn thông minh vì cái trường hợp mà chúng ta còn Witcher ấy, thì tôi sẽ lấy cái nhẫn thông minh. Còn nếu mà trường hợp mà hết Witcher thì đánh với Glacier chúng ta sẽ lấy giáp xoay ngon hơn nha anh em nhá. Rồi tôi lấy cái nhẫn thông minh để có thể là ghép cái Blink cuối. Cái Blink cuối này nó sẽ úp lồng nhanh hơn cái Blink cái 2 sao nha anh em nhá. Cái Blink màu tím ấy thì nó không có úp lồng nhanh bằng cái màu cam đâu. Đấy. Rồi, vậy là chúng ta kẹp 4 cá rồi là yên tâm rồi. Bây giờ Witcher sang là cũng không thành vấn đề nữa. Không sợ Witcher nữa anh em ạ. Ok Witcher bạn ơi. Witcher bạn ơi. Úi giời ơi, thậm chí nhá, là tôi có cái Blink ấy, nó còn có thể là úp lồng trước khi là xòe quạt luôn. Ôi đứng ở trong lồng đến chết. Có 6 Warlock thì cũng thế thôi. Không hóa nổi luôn mà. Không hóa nổi luôn.
6 lock kẹp Witcher nhưng mà rồi cũng sẽ phải ra đi sớm. Mà cái thằng này thì nó cũng sẽ chết sớm khi mà nó gặp 6 Glacier thôi anh em ạ. Tao ghét mày này. Với cả cái thằng Fiazer, 9 Fiazer đúng không? 9 Fiazer và cái thằng Glacier, tôi nghĩ là thằng này nó sẽ đấm sấp mặt cái thằng 9 Fiazer và cái thằng Witcher đấy anh em ạ. Bởi vì cái bộ Glacier là counter Witcher mà. Đấy, thế là cái kết quả trận đấu này thì nó đã rõ rồi. Đấy là chúng ta sẽ solo với cái 6 Glacier late game. Và vừa hay thì nó lại đúng vào cái ý đồ của tôi. Đấy, cái setup ban đầu của tôi là như thế mà, là chúng ta sẽ gặp Glacier. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đùa, thật sự là như thế luôn. Rồi, có thằng này thì kể cả là nó Feather nhưng mà nó đứng trong lồng thì nó cũng sớm muộn gì thì nó cũng bị tôi đấm chết thôi. Cứ đứng trong lồng là chết thôi. Ok, úp lồng trượt kìa. Ok. Rồi, lại đứng ở trong lồng tiếp. Lại đứng trong lồng tiếp. Úi rồi ăn đập thì cũng đau hết đấy. Mặc dù là đập trượt nhưng mà những cái cú tấp sát thì nó cũng thốt lắm. Ok. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chờ con này đổ đi. Chờ tung trưởng sớm. Chính ra trận này cũng là một cái trận kéo dài chứ. Chúng ta đang dần về cái giai đoạn siêu late game rồi. Nó không còn là late nữa mà nó là siêu late rồi anh em ạ. Round 40 đến nơi rồi đây này. Bình thường em anh em thấy là những cái trận đấu gần đây của tôi ấy, nó chỉ rơi vào đâu đấy tầm khoảng 35 round thôi là nó hết game. Và trận này kéo dài tận round thứ 40. Đây rồi bạn ơi, nó tách sang hai bên rồi, thằng khôn đấy. Ây da, ây da, tách sang hai bên. Ui, nó tách sang hai bên kìa. Ui, úp lồng chán thế. Ui rồi ôi, úp lồng chán thế. Ơ nhưng mà kìa bạn ơi. Kìa bạn ơi. Ui, 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 vẫn không ăn được cơ. Đánh cũng khôn phết đây anh em ạ. À. Tách sang hai bên, tách sang hai bên. Khôn, 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 nó không tụm lại một chỗ nữa. Vừa nãy nó tụm, nó đứng giữa anh em ạ. À. Con Medu đứng giữa nó bị úp. Bây giờ Medu đứng hẳn sang một bên rồi. Anh nó cũng chí phết đấy anh em. Rút kinh nghiệm rồi, đối thủ đã biết rút kinh nghiệm rồi. Cái bộ này nó counter cái bộ Glacier ở cái chỗ là gì anh em biết không? Là cái con Medu ấy, thường nó sẽ đứng ở giữa bàn cờ. Và cái con Dominator ấy, nó úp bên nào thì nó cũng sẽ trúng cái con Medusa thôi anh em ạ. Bởi vì là cái lồng của nó rất to. Cứ cái con Medusa đứng giữa ấy, thì nó sẽ úp được. Đấy, nhưng mà bây giờ nó gạt hẳn cái con Medu sang một bên ấy thì nó sẽ tăng cái độ khó hơn. Chúng ta phải úp trúng cái bên đấy cơ. Còn chúng ta úp lệch sang một bên thì là chúng ta sẽ cả khả năng nó toang là cao. Còn thằng này nó không tính tiền đi rồi. 6 unlock anh em ạ. 6 unlock đấy. Nhưng mà còn không xòe quạt kịp luôn. Không được xòe quạt luôn. Chứ đừng có nói là đến cái việc là có thể là con Fallen Witcher là hỏa. Không có cái chuyện đấy đâu. Chúng ta ăn cả hai. Cái Blink thực sự nó rất là có giá trị đấy anh em ạ. Nó Blink nó vào phát, nó Blink là chắc chắn là nó tung được trưởng. Đấy, Blink 2 này. Blink 1 thì còn có khả năng là vẫn bị hút mana nhá. Nhưng mà cái Blink cuối ấy, thì chắc chắn là vào phát là tung luôn. Nó rất là ok. Ghép cái BKB cho chắc này. BKB cho nó đỡ bị đóng đá anh em ạ. Tí nữa chắc là tôi sẽ phải ghép cái BKB đấy. Tránh cái việc là con Medusa nó hóa đá. Cái con Dominator này nó không bị úp lồng nhưng mà nó vẫn bị hóa đá bình thường anh em nhá. Nó vẫn bị Tsunami hất tung, nó vẫn bị Medusa hóa đá. Đấm quái hơi lâu ấy nhỉ. Cái bộ này đấm quái hơi lâu. Đứng ở trong lồng úp lồng quái đánh có một mình thôi nên là lâu thế đấy anh em. Nếu mà để đồng đội đánh cùng thì chắc là cũng giải quyết ra quái này nhanh thôi. Rồi, BKB cuối nha anh em nhá. Cái này đã chống việc chúng ta bị hất tung với cả bị đóng đá. Còn những cái món đồ thì còn lại chúng ta sẽ dồn cho con cáo đó. Rồi. Ok, chắc là nó cuối rồi.
Ui này khôn quá anh em ơi, nó để hẳn sang một bên. Nhưng mà vẫn thua rồi, nhưng mà vẫn thua thôi. Ui, nó dồn đồ cho con, ui nó dồn đồ cho con xe linh. Thôi chết rồi. Ui, có đi luôn không? Ui rồi ôi, may quá anh em ơi, còn 6 máu, còn cơ hội anh em ạ. Vãi đái, thôi xài hết tiền kiếm con ốc 3 thôi. Không ổn rồi, tự nhiên lại gáy sớm cái là cứt luôn. Ốc không lên được 3, mày ơi, trời ơi, ốc lên 3 đi, còn một con nữa thôi mà. Bán cái Ronald này. Rồi rồi, nào này chắc phải xếp lại thôi anh em ạ, nó dồn đồ cho con Saling Assassin. Quả vừa rồi lỗi quá. Xếp lại một chút. Do xếp bài thôi anh em ạ, bây giờ tầm này do xếp bài đâu, rồi. Được không, được không, được không, được không, mày chết rồi, thôi úp lồng có nghĩa là úp mãi. Khi mà đã úp lồng rồi là chúng là sẽ là úp mãi luôn. Thôi xong rồi bạn ơi, trời ơi dã man, cũng khó khăn phết đấy, không dễ đâu, tí thì mất cái top 1 lên clip anh em ạ. Dã man thật sự luôn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể xem cái quá trình tôi set up cái siêu phẩm ngày hôm nay bằng việc là xem hai video ở cuối clip này anh em nhá. Đều là hai trận đấu tôi chơi Glacier trước trận đấu ngày hôm nay. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.